Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Bố Cùng Mốc. Thì cách đây vài ngày mình có làm một cái video nói về cái chi phí mua xe trả góp tại Hà Nội. Thì trong cái video này thì sau khi được up lên YouTube thì có một số bạn đóng góp ý kiến đối với mình là cái video này nó nêu chưa cặn kẽ, chưa thể khái quát được, các bạn ấy chưa biết được cái cụ thể cái việc trả góp này nó như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái bổ sung một vài cái video nói về việc mua xe trả góp. Trước tiên là trong cái khuôn khổ của cái video này thì mình sẽ lưu ý các bạn trong quá trình chuẩn bị cái công tác cái việc mua xe trả góp ấy thì có những nội dung gì cần chúng ta cần phải lưu ý để các bạn có thể tham khảo. Và mình cũng nói luôn là trong cái trường hợp của mình ấy thì mình đã gặp vướng mắc khó khăn gì để cho các bạn biết, hoặc là mình thuận lợi như nào để các bạn biết, để các bạn có thể chọn cái ngân hàng của mình, bản thân mình vừa mới chọn mua xe để mua xe trả góp. Trước tiên là mình, như bản thân mình, trước tiên khi mua xe trả góp là mình phải xác định rõ cái mục đích của mình là mua xe trả góp để làm gì, và cái phương án tài chính của mình như thế nào để thực hiện cái công việc mua xe trả góp này. Thì cái mục đích của mình là vì là mình làm cách Hà Nội khoảng 60 km và mình phải đưa bạn bé nhà mình đi học, thì mình cần có một chiếc xe để chủ động trong công việc, để thuận tiện cho việc đưa đón con của mình. Thì mình quyết định, hai vợ chồng mình quyết định là mua xe trả góp. Và trên cái cơ sở cái chi phí thu nhập hàng tháng của mình ấy, thì với số tiền mà mình vay theo chương trình ưu đãi của Vin này, và mình tính toán xem hàng tháng mình phải trả bao nhiêu. Hiện tại thì hàng tháng mình phải trả là 8 triệu một tháng đối với trường hợp của mình nhé. Còn cái trường hợp của các bạn như nào thì tùy từ điều kiện sử dụng khác nhau thì cái chi phí hàng tháng nó sẽ khác nhau. Thì mình sẽ làm lại cái video chi phí hàng tháng để các bạn tham khảo. Và mình đã làm rồi, nhưng mà tuy nhiên cái video đấy nó chưa chi tiết lắm thì mình sẽ làm lại một cái video khác. Còn đấy là trên cơ sở cái thu nhập của mình ấy, thì cái việc mua xe trả góp của mình đối với mua xe ô tô, mình mua chiếc xe VinFast Marine ấy, thì nó không gặp vướng mắc khó khăn gì về tài chính lắm. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải tính toán đến cái trường hợp xấu nhất xảy ra, ví dụ như mùa Covid vừa rồi tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng, lương của mọi người cũng bị ảnh hưởng, thì cái việc trả góp hàng tháng nó cũng là một số tiền rất lớn. Nếu mà bạn không có cái phương án tài chính cụ thể mà bạn chỉ có một cái nguồn thu duy nhất ấy, thì trường hợp xấu nhất là bạn có thể bị ngân hàng họ siết nợ đấy. Như mình tham gia một cái hội mà những người lái xe, anh em lái xe Grab trên Facebook ấy, thì mình thấy nhiều anh em cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cái mùa Covid vừa rồi, vì là mua xe trả góp ngân hàng mà lại chỉ trông chờ vào cái việc là mỡ nói rắn nó là hàng tháng ông chạy lên xong rồi ông có tiền ông đập vào cái tiền ngân hàng. Nhưng mà đùng một cái Covid xảy ra, xe không chạy được, không có khách. Đến thời điểm bây giờ lượng khách cũng rất ít, cho nên là nhiều người bị không có tiền để trả ngân hàng, tức là bị siết xe. Thì cái việc đầu tiên cần lưu ý là các bạn phải xác định rõ cái mục tiêu của các bạn, mục đích mua xe để làm gì, phương án tài chính để làm gì. Nếu mà tình hình khó khăn xảy ra thì chúng ta sẽ xử lý cái khó khăn của chúng ta như thế nào. Như bản thân mình là hai vợ chồng bàn với nhau và cũng trao đổi trước với ông bà là chúng con mua xe trả góp, chúng con không vay tiền ông bà, nhưng mà nếu gặp khó khăn về tài chính thì chúng con sẽ phải vay ông bà để chúng con trả ngân hàng. Thì ông bà ok đồng ý. Cho nên là chúng ta không nên đẩy cái khó khăn về cho bố mẹ, vì bố mẹ già rồi, nhưng mà vì khó khăn quá chúng ta phải vay là chúng ta phải trả, chứ không vay là xong là thôi, không trả nữa. Sau khi các bạn đã quyết định được cái việc mua xe trả góp ấy, thì cái việc đầu tiên các bạn làm nhá, mình thấy rất nhiều người là lại làm ngược, là quyết định mua xe trả góp xong vì là lúc đấy đang thích quá mà mang tiền đi đặt cọc mua xe luôn, đặt cọc mua xe trước xong mới làm việc với ngân hàng để vay tiền. Thì sau khi làm việc với ngân hàng thì lại không vay được tiền, vì là bạn nợ xấu này, vì là cái thu nhập hàng tháng của bạn không đáp ứng yêu cầu này, và một số lý do nữa. Cái điều này vì sao mình biết là vì là mình tham gia cái hội Fadin trên Facebook ấy, có một số anh em là đặt cọc tiền trước xong rồi mới đi làm việc với ngân hàng, đùng một cái ra xong ngân hàng họ bảo là trường hợp này của anh không vay được, thì quay lại rút lại cọc với lại đại lý xe ấy. Cái công việc đấy nó rất khó khăn, họ cũng gây khó dễ với mình. Tất nhiên để mà rút được thì cũng rút được thôi, nhưng mà nó mất thời gian và nó khó khăn cho mình. Cho nên là các bạn lưu ý là sau khi đã quyết định mua xe trả góp thì chúng ta phải xác định được cái ngân hàng vay và làm việc với ngân hàng xem là trường hợp của mình, hoàn cảnh của mình có vay được hay không, thì hãy đi đặt cọc xe. Còn chọn ngân hàng như thế nào thì các bạn lên trên mạng xem là ngân hàng nào có chính sách khuyến mại tốt nhất này, ưu đãi tốt nhất này, lãi suất thấp nhất thì các bạn chọn. Và cái dịch vụ nữa,
Trong trường hợp của mình ấy, thì mình chọn ngân hàng Techcombank vì mình mua xe trả góp theo chương trình khuyến mãi của Vin 2 năm đầu miễn lãi và 3 năm sau mình vay 5 năm, 3 năm sau là lãi suất cố định. Thì mình không quan tâm đến lãi suất nữa mà mình chỉ quan tâm đến cái dịch vụ của ngân hàng. Thì mình thấy là công ty mình thì trả lương qua ngân hàng Techcombank, cái dịch vụ của họ rất tốt. Và mình sau khi lúc mà mình ra mình là mình chuẩn bị cái hồ sơ để vay trả góp ấy. Đầu tiên là mình định vay ngân hàng khác. Nhưng mà lúc mình ra mình hồ sơ làm việc với Techcombank để mình sao kê thì họ bảo là thôi anh vay lương của anh, công ty anh trả lương của bên em thì anh tốt nhất là anh vay bên em. Thì cái hồ sơ của bọn của anh nó có sẵn rồi thì anh không phải mất cái gì nữa, cái thời gian rất là nhanh. Vì vậy mình đã quyết định là vay của bên Techcombank. Techcombank thì mình làm thời gian chỉ khoảng là 3 ngày là mình xong hồ sơ thôi. 3 ngày là xong hồ sơ. Còn trong quá trình các bạn sau khi mà các bạn đã chọn được ngân hàng này thì các bạn phải làm việc với sale. Đấy là trường hợp của mình nhé. Còn trường hợp của các bạn thì mình khuyên các bạn là bạn phải làm việc với sale. Đầu tiên các bạn hỏi là cái chi phí để cho một bộ để làm một bộ hồ sơ là bao nhiêu. Nó có chi phí đấy, chi phí để làm hồ sơ vay ấy. Và nếu mà tôi vay của ông thì bia kèm lạc là cái gì. Như mình vay Techcombank thì toàn bộ hồ sơ của mình chi phí chỉ mất khoảng 300.000 thôi. Nó có gồm một vài cái chi phí như kiểu chuyển tiền chuyển tiếc gì mình quên rồi, nhưng mà tổng lại là mình nhớ là chỉ 300.000 thôi. Còn bia kèm lạc của Techcombank là gì? Bia kèm lạc của Techcombank là thứ nhất là bạn phải làm một cái thẻ thấu chi, thẻ tín dụng ấy. Và bạn phải mua bảo hiểm cho xe do một đơn vị Tech chỉ định. Thì cái trường hợp bia kèm lạc ví dụ như làm cái thẻ tín dụng ấy, thì mình nghĩ là thực ra thì trước khi mua xe thì mình chả dùng cái thẻ đấy đâu. Nhưng mà bạn sale bạn bảo là thứ nhất cái thẻ này thì cũng có lợi cho anh là anh chi tiêu, nếu anh không có tiền anh bỏ đem ứng trước ra cái thẻ đấy thì các bạn biết rồi. Cái thứ hai là thôi anh làm thì anh ủng hộ bạn em cái thẻ, cái đấy là cái chỉ tiêu mà của bạn sale bạn mới phải thực hiện hàng tháng. Thì mình ok, bạn cũng nói luôn là cái thẻ này thì nếu mà anh sau này anh mua xe xong rồi anh không cần nữa thì anh có thể khóa lại cũng được, không vấn đề gì. Cho nên là đây là chỉ làm ủng hộ thôi, còn anh không phải mất chi phí bất kể một chi phí gì cho cái thẻ này cả. Thế là mình làm cho bạn cái thẻ và cái đơn vị mà Tech họ chỉ định cho mình mua bảo hiểm là MB. Thì cái chi phí mua bảo hiểm ấy, nó bảo hiểm xe nó cũng ngang với mình sao thảo trên mạng thì nó cũng xem nhau thôi, có chỗ thì đắt hơn có chỗ rẻ hơn thì cái đấy không quan trọng. Mình mua khoảng 6 triệu đấy, thì trước khi làm việc mà trước khi mà sau khi mà được làm chọn được ngân hàng làm việc với sale thì các bạn nên hỏi trước hai cái vấn đề đấy. Thứ nhất là chi phí làm hồ sơ này, thứ hai là những cái bia kèm lạc tức là những cái kiểu kèm theo mà tôi vay ông thì ông yêu cầu tuổi tôi phải làm những cái gì đấy. Thì mình chỉ có hai cái bia kèm lạc, đó là làm thẻ tín dụng và mua bảo hiểm thì bắt buộc rồi nha. Bạn vay trả góp mua xe bắt buộc phải mua bảo hiểm, nhưng cái bạn mua của đơn vị nào thôi thì bạn vay ngân hàng nào thì đơn hàng đấy họ sẽ yêu cầu bạn mua của đơn vị đấy. Thế nên là hai cái điều đấy các bạn cũng phải chấp nhận thôi. Cái điều tiếp theo là sau khi bạn đã hỏi hai cái nội dung trên rồi nhá, thì các bạn thì sale họ sẽ check bạn xem là bạn có nợ xấu hay không. Cái việc nợ xấu hay không thì chắc bạn cũng tự biết được rồi, vì là mình vay ai mà mình trả như nào thì mình tự biết. Có một điều nữa là bạn cần lưu ý là trường hợp bạn có nợ xấu thì sale họ sẽ gợi ý cho bạn là bạn sẽ chi một khoản tiền ABC, khoản tiền để người ta đi làm ABC, XYZ làm sao cho bạn với cái khoản nợ xấu đấy bạn vẫn có thể vay được ngân hàng. Nhưng các bạn lưu ý cái điều này là cũng có trường hợp là chi tiền rồi nhưng mà không thực hiện được. Có mất tiền hay không thì mình không biết, nhưng mà có anh em lên trên mạng cũng phản ánh, trong cái hội Fadin ấy cũng có phản ánh là cũng chi tiền để sale xử lý nợ xấu nhưng mà không xử lý được. Và tiền thì có lấy về được hay không thì mình không để ý. Tiếp theo là sale sẽ kiểm tra cái khả năng tài chính của gia đình nhà bạn, xem là cái thu nhập hàng tháng của bạn là bao nhiêu, có đủ để điều kiện để trả góp hay không. Điều kiện để được trả góp là hình như là trước mình hỏi là cũng chỉ khoảng hơn chục triệu tiền thu nhập hàng tháng của một người đấy. Thì với điều kiện của mình trước mình làm hai vợ chồng mình thì sale họ vì lương công ty mình trả qua ngân hàng Techcombank ấy, thì họ xem hồ sơ có bảo ôi hồ sơ này của anh quá đẹp rồi, chả có vấn đề gì về nợ xấu về tài chính cả. Cho nên hồ sơ mình làm rất nhanh. Thì tiếp theo là sau khi mà sale đã kiểm tra nợ xấu này, chứng minh được thu nhập này, thì chúng ta sẽ tiến đến là cái công tác làm hồ sơ thủ tục. Thì sale họ hướng dẫn hết cho các bạn mà nó cũng đơn giản thôi.
hồ sơ vay ngân hàng thì thứ nhất là gồm có cái gì, giấy tờ tùy thân này, chứng minh thư nhân dân này, căn cước công dân này, hộ chiếu này, nếu bạn đã có gia đình rồi thì phải có cái giấy đăng ký kết hôn này, chưa có gia đình thì cái chứng nhận độc thân này. Còn cái hồ sơ để chứng minh thu nhập thì bạn phải in cái bảng lương có xác nhận của công ty. Trường hợp mà công ty trả lương qua ngân hàng thì bạn phải in cái sao kê. Đấy, thì hồ sơ chỉ có mấy cái đấy thôi. Các bạn lên mạng các bạn search cái nó ra ngay. Và sale nếu mà bạn chấp nhận vay của ngân hàng rồi nhưng mà sale họ tư vấn cho bạn, các bạn thỏa thuận với nhau rồi thì hồ sơ họ chuẩn bị cho bạn nhanh lắm. Thì tiếp theo là sau khi mà các bạn đã xong cái bước là hồ sơ chuẩn bị nha, và sẽ chấp nhận vay nhá, thì sale họ sẽ đề nghị bạn cung cấp cái số điện thoại của công ty để họ gọi, để cái bộ phận kiểm soát của ngân hàng mà bạn định vay họ gọi đến công ty, họ kiểm tra xem có đúng cái ông này làm việc tại công ty này hay không. Thì bạn chú ý là khi mà bạn cho số điện thoại ấy, thì nhắc cái người trực điện thoại của cơ quan bạn ấy, và nếu có ai gọi điện đến thì xác nhận dùm là ông là bạn đã làm, đang làm công ty này, chỉ đơn giản thế thôi. Mình lần trước mình cũng cung cấp số điện thoại cho công ty đấy, mình chờ cái bạn trực điện thoại của văn phòng công ty mình, bạn là nếu có ngân hàng Techcombank họ hỏi đến, hỏi mình xem là mình có làm công ty này hay không, làm bộ phận nào thì trả lời giúp, chỉ đơn giản thế thôi. Còn sau khi mà bộ phận kiểm soát của ngân hàng họ gọi điện đến công ty bạn, họ check ấy, mà có người thông báo là đúng rồi ông này làm ở công ty này, thế là ok, thì bạn chỉ việc chờ ngân hàng gọi giải ngân, thế là xong. Như mình là trường hợp của mình là mình làm từ lúc mình bắt đầu vay Techcombank này đến lúc được giải ngân này là chỉ khoảng 3 đến 4 ngày thôi, rất là nhanh. Nhanh thứ nhất là vì là mình làm công ty mình trả lương qua đấy, thứ hai là cái tài chính của mình nó cũng lành mạnh, không có vấn đề gì vướng nợ xấu này, thu nhập thì của mình nó vượt cái mức quy định rất nhiều. Hay bởi vì cả hai vợ chồng mình làm cùng công ty mà, người ta xem hồ sơ người ta biết ngay. Ở trong lúc đấy, bản thân lúc đấy trong tài khoản của mình còn có một số tiền mình đang gửi tiết kiệm nữa, cho nên là cái hồ sơ của mình cũng rất đẹp. Đây là một số cái lưu ý mà mình lưu ý các bạn trong quá trình chuẩn bị để vay, chuẩn bị hồ sơ để vay trả góp ấy, rồi mà chuẩn bị lựa chọn ngân hàng ấy, thì các bạn nên lưu ý những cái vấn đề này. Thì cái những cái vấn đề này mình sẽ viết cụ thể ở cái phần mô tả, các bạn có thể đọc. Mình chỉ lưu ý các bạn chốt lại cuối cùng là phải xác định rõ mục tiêu vay này, khả năng tài chính này, chọn ngân hàng nào này, lãi suất làm sao cho nó ưu đãi này, và hồ sơ và trước khi đi làm việc với ngân hàng thì mình cũng xem cái tình hình tài chính, cái nợ xấu của mình có vấn đề gì không, thu nhập của mình bao nhiêu để mình làm việc cho nó nhanh. Thì cái video này là video mình chia sẻ về cái nội dung là những cái lưu ý, những cái cần phải lưu ý trong quá trình mà chuẩn bị hồ sơ để vay trả góp. Các bạn mà thấy cái video này của mình nó có hữu ích thì sẽ hãy đăng ký ủng hộ mình, đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình mới làm YouTube thôi thì tất nhiên là trong quá trình làm mình còn một vài cái thiếu sót, thì các bạn cũng đóng góp ý kiến ở cái phần comment, các bạn cho ý kiến đóng góp để mình dần hoàn thiện cái kênh của mình. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn.